Thủ sáng ngày 28 tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh, ông Nghi Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội sẵn Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị giải pháp phát triển bền vững cây mì và liên kết tiêu thụ giữa nhà máy với người trồng mì tỉnh Tây Ninh. Thưa quý vị, ở Tây Ninh, cây mì được trồng nhiều ở bốn huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành và Dương Minh Châu. Gần đây giá củ mì tư dao động từ 3.400 đến 3.700 đồng một kg. Tây Ninh đang trồng và nhân một số giống mì kháng bệnh khảm lá như HN3, HN5, HN1, HN36, HN80 và HN97. Hiện nay Tây Ninh đang áp dụng các biện pháp kỹ thuật sử dụng giống mới chất lượng cao, chống chịu bệnh khảm lá tưới tiết kiệm nước, sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap Global Gap, tăng cường nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng định hướng việc nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về vai trò trách nhiệm của Hiệp hội Sắn Việt Nam trong việc phát triển ngành và các thành tựu ngành sắn đạt được trong thời gian qua thảo luận quanh những vướng mắc việc thu mua nguyên liệu củ mì tươi, tình hình hoạt động sản xuất tinh bột mì ở Tây Ninh, khó khăn trong khâu vận chuyển nguyên liệu qua lại biên giới, làm thế nào để người trồng mì bán củ được giá cao. Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường sự kết nối, tương tác phối hợp giữa nhà máy chế biến mì với người trồng mì, sao cho các bên cùng có lợi. Các nhà máy chế biến mì ở Tây Ninh nên là thành viên của Hiệp hội Sáng Việt Nam để có sự tương tác liên kết bền vững hơn trong tình hình mới.